Đã đến lúc ta phải dừng lại, đoạn đường chúng ta đi quá dài. Còn in hằn cả thanh xuân muôn người con gái. Anh lặng lẽ sau những lo toan, anh lặng lội sau những lo ngại, bỏ sau lưng những ngẩn ngơ đợi chờ đưa đón. Dường như chính em đã chờ đợi để người viết tiếp ước mơ dài. Vậy em sẽ chọn tên đi xa người mãi mãi. Nắp đi các chị em ơi. Vâng ạ, ban tổ chức nhìn thấy phía dưới rất nhiều các chị em muốn nắp, vậy ngại gì chúng ta không nắp được ạ? Cảm ơn phần biểu diễn vô cùng đặc sắc của câu lạc bộ tổ dân phố số 6.